Hello mọi nha, hôm nay mình sẽ cho mọi người cách đánh Tiêu Free từ chia sẻ với nhận sự kiện mỗi ngày được 6k. Nên mình cho mọi người cách đánh lên 100k mỗi ngày nha. Ok, đánh rất dễ hơn, được cho mọi người vô tiếng lên mình đánh cho mình nha. Các bạn có thể đánh tiếng lên miền Nam hoặc là 3k hoặc là địa chủ, nhưng mà mình cứ thích mọi người đánh tiếng lên miền Nam hơn. Tiếng miền Nam đánh dễ với lại chỉ chơi hơn, đánh ví dụ tới trắng ăn rất nhiều tiền. Ok, tiếp tục mọi người, bài này rất là đẹp, có 3 con ếch lại 2 con heo. Ok, bài này chắc ăn nhất rồi. Bên này mình chỉ đánh lên 10.000 đồng mình ra đặt bơm, đặt bơm lên 20.000 lọc bài, hoặc là mình chơi trò gì đó mà mình nghĩ là một người lọc bài, tại vì lọc bài lên được 20k, còn mấy trò khác chỉ được 10k thôi. Ok nhá, cứ bán này ăn nè. Giờ đi bán này, các bạn mà muốn đánh tiếng lên miền Nam thì các bạn vô đây chơi. Ok, bài này tới trắng rồi. Bài quá đẹp mà, tới trắng 6 đồng. Giờ mình vô đọc bơm nha. Mấy bạn mà ví dụ mà có 10.000 á thì các bạn đặt bơm, còn ví dụ mà các bạn từ 15.000 mà trở lên các bạn hãy đọt bơm cho mình thì nhanh lên. Các bạn có ví dụ mà 10.000 đi thì các bạn hãy đặt bơm, còn mà có 15.000 thì mình khuyến khích các bạn nên là đọt bơm dễ lên hơn. Ok nhá, đọt bơm ti thì nếu mà xui thì mình đọt chúng nổ bơm thì mình mất hết tiền, mất 10.000 hay 8.000 gì đó, mà kia nổ 8.300. Ok, kiếm phòng nào có 10.000 mình chơi chứ mình vô bé mà. Đọt nha. Ok, 462 đồng. Đâu thế nhỉ? Sao lại mọi người nhắn có như tiền nhắn quá. Một cái nữa nè. Đột bơm này hồi lâu nhưng ăn tiền ngon hơn tiếng nói miền Nam rất nhiều các bạn. Ok nhá, đánh lên được. Ui, 2 người nổ luôn, sợ quá, thôi đi ra phòng khác mọi người. Phòng nào mà có người nổ mà 2-3 người nổ các bạn nên chuồn ở phòng khác đi. Chứ phòng đấy mình người ta nổ rồi mình rất là dễ nổ. Ok, được 558 đồng này. Bây giờ mình chắc mình ra mình chơi 3 cào cho chắc thôi, ví dụ mình thua thì mình thua mấy trăm đồng thôi, còn này mà view mình thua khá là mắc 10.000. Còn mình ra ba cào nha, ra ba cào nha mọi người. Này bạn đánh đủ chỉ tiêu thôi, đủ lên 20.000 nè. Ok, mình cược 200 đồng nha, mình cược 200 đồng, nếu mà thua thì mình sẽ gấp lên. Mà 9 4 13, 3 lên được con 6. Ồ, rêu mọt gì vậy? Cái, ui, cái bị mất luôn. Cái nào? Mình gấp lên nha, mình gấp lên 400 đồng. Này đánh này an toàn, còn vô đặt bơm thì xui và mất hết tiền. Mình không khuyến khích chơi giờ lấy lắm, nhưng mà sợ lấy dễ lên. Nhưng mà các bạn có 10.000 trở lên thì các bạn chơi trả đáy an toàn, lại kiếm nhiều tiền. Ok nha, 8 này lên cùng mật nữa là ngon. 8 này 6 được 4 nút, nhờ cái 3 nút đi. Ồ, ok ăn nha. Ok, giờ mình bỏ cái sắt 27 đồng để tròn 20.000 cho nó tròn nha mọi người. Ok, 27 đồng. Bây giờ mình ra đọc bài. Mình đang đọc bài, mình đang không vâng giữa trên hay sau này. Mình vô siêu xe chơi nha mọi người. Siêu xe chơi đi. Vô siêu xe chơi nha.
Đây, còn này Mercedes ra quốc bên trên, Mercedes ra quốc bên trên. Còn này chắc chắn không đi gần thứ ba đâu mọi người. Mình sẽ đánh như thế này. Ok. Mazda này giờ ra ít này. Mình sẽ đánh Mazda. Ok, ngon mọi người. Nếu mà này ra Mazda thì mình được rút ở đây. Ok, ra Mazda mọi người. Bây giờ mình tiến hành ra rút tiền cho mọi người xem luôn nha. PV này rút tiền rất là uy tín mọi người. Ok, rút hóa tất cả. Clip mình dừng tại đây nha mọi người. Bye bye.